Và bây giờ tôi muốn dành một ít thời gian để mà nói về cái Harford kế tiếp của Cardano Đó chính là Cardano Mary Harford Thì đây là một cái Harford cập nhật của Cardano mà sẽ bắt đầu vào ngày 1 tây tháng 3 Đây là cái ngày mà được thông báo với đội của Cardano Thì có một số câu hỏi thường nhận được đó là trước cái ngày mà Harford ngày 1 tháng 3 các bạn có cần làm gì không? Các bạn có cần phải Unstake các bạn có cần phải đưa lên sàn giao dịch hay không Hay là các bạn cần phải để ở đâu Thì bây giờ các bạn không cần phải làm gì hết Các bạn cứ tiếp tục như bình thường mà thôi Tại vì cái cập nhật này đã phần lớn là những người nào Mà chạy những cái no của Cardano mới cần cập nhật Còn đối với những người nào mà sử dụng Cardano thông thường thì các bạn cũng sẽ không có biết là cập nhật sẽ xảy ra các bạn thấy là rất là bình thường đây là một trong những cái ưu điểm của mạng lưới của Cardano mỗi lần mà hard fork đó thì chúng ta sẽ không có những cái trường hợp như là dẫn đến là hard fork sẽ dẫn đến là cái chuỗi bị chia ra một cái đồng mới có thể là có trên thị trường vân vân đây là những cái lo ngại của những cái mạng lưới khác nhưng mà đối với Cardano họ sử dụng một cái hệ thống gọi là fork combinator thì fork combinator này là gì có thể nghĩ một cách đơn giản đó đây là một cái cách mà Harvard mà những người mà chạy những cái phiên bản đó có thể là cập nhật từ từ chứ không cần phải cập nhật hết một lúc không giống như là những cái mạng lưới khác mà các bạn thấy được là Harvard thì cần phải ngưng tất cả cập nhật xong hết rồi mở trở lại cho nên liên quan tới cái Harvard của Cardano thì những cái người mà chạy những phiên bản có thể cập nhật từ từ sẽ không dẫn đến bất cứ một cái sự kiện ngưng hoạt động nào của mạng lưới cũng như là các bạn cũng không cần lo lắng là sẽ có một đồng mới à, ra đời tại vì đây là cách mà Cardano cập nhật một cái half fork khác với lại những cái mạng lưới khác và chúng ta thấy đó là tại sao là phải có cái half Mary này thì cái half Mary này là chuẩn bị cho cái bước tiến tới của Cardano các bạn cũng đã biết là Cardano sau khi mà có cập nhật Shelly là làm cho mạng lưới có thể là phi tập trung hơn kế đó là các bạn biết là cập nhật Gowin để có thể là có những cái hợp đồng thông minh trên mạng lưới của Cardano mới thực sự là chúng ta thấy sức mạnh Cardano như thế nào thì chúng ta sẽ chờ thầy nghĩ là trong nhiều năm nay chúng ta sẽ biết được thực hư của Cardano nhưng mà bây giờ thì các bạn thấy là Cardano thì cũng đã tiến tới tuy là chậm hơn là nhiều bạn à, mong đợi nhưng mà Cardano bây giờ cũng đã tiến tới các bạn thấy đã có kim xali nhiều bạn đã tham gia vào staking với đội của thuận capital nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì thuận sẽ chia sẻ một cái link trên những mạng xã hội à, cho những bạn nào có hứng thú muốn tham gia vào staking để được hưởng lợi nhuận khi các bạn lưu trữ đồng Cardano cũng rất là đơn giản và nếu các bạn lưu trữ lâu dài thì thường nghĩ các bạn cũng cần uh, xem là có nên staking hay không Tại vì staking thì có được lợi nhuận nếu các bạn lưu trữ lâu dài Thì không lý do gì mà không suy nghĩ đến lợi nhuận khi mà các bạn lưu trữ lâu dài Và cập nhật Mary Harford này sẽ dẫn đến là Cardano sẽ có thể là đưa ra những cái token riêng trên mạng lưới cũng như là các bạn thấy được là mạng lưới của Ethereum thì có nhiều loại token một trong những cái format những cái phiên bản token rất nổi tiếng đó chính là ERC20 ERC20 là những cái token như là cái token USDT đồng Tether, uh, Chainlink, USDC, Uniswap vân vân đây là những cái token trên mạng lưới của Ethereum Và những token này là cho những dự án khác nhau và sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau Như là sử dụng để trả phí, sử dụng để tham gia vào staking, sử dụng để mà giao dịch trên mạng lưới Uniswap vân vân Sử dụng cho bất cứ một cái lý do gì Nhưng mà các bạn thấy được là mạng lưới Cardano thì cũng sẽ có những cái token tương tự ở trên mạng lưới của, của Cardano Và cho phép những dự án sau này có thể phát hành những cái token trên mạng lưới này và đương nhiên có thể dùng trong những việc như là chúng ta mới vừa nói tới và một trong những cái xu hướng mà Cardano đang tiến tới đó chính là muốn có được một phần của thị trường DeFi này Thời điểm bây giờ thì cái sự cạnh tranh rất là gắt gao các bạn thấy được là Ethereum thì vẫn đang tiến tới với Ethereum 2.0 các bạn thấy được đã có mạng lưới của Ether 2.0 rồi nhưng mà vẫn đang hoạt động và bây giờ thì Ether là một mạng lưới rất là nổi tiếng nhiều bạn thì cảm thấy là Ether bây giờ là lỗi thời vì lý do nào đó nhưng mà thật sự các bạn cần phải hiểu là tại sao mạng lưới của Ether bây giờ bị tắt nghẽn và phí cao như vậy tại vì quá nhiều người yêu thích và sử dụng Ether đó mới là cái lý do tại sao mạng lưới bị tắc nghẽn chứ nếu như không thì mạng lưới làm sao tắc nghẽn được nhưng mà vì mạng lưới tắc nghẽn phí quá cao nhưng bạn nào mà muốn sử dụng Ethereum nhất là tham gia vào u farming thì cái phí thực sự mà nói là nếu như các bạn giao dịch cái số nhỏ 2.000 đô 3.000 đô thì cái phí bây giờ quá cao có thể nhiều lúc lên tới là hơn 100 đô phí còn cao hơn cái thời điểm đỉnh của Bitcoin năm 2017 khi mà thường di chuyển Bitcoin mà phải trả cái phí lên tới 50 đô nhưng mà bây giờ phí Ethereum nhiều khi còn cao hơn nữa khi các bạn sử dụng những cái ứng dụng DeFi thì nhiều người bây giờ đã chạy qua mạng lưới của Binance Smart Chain. Binance Smart Chain là một mạng lưới mà nhanh hơn, phí rẻ hơn. Tại vì sao? Tại vì đây là một cái mạng lưới mà sử dụng 21 người quản lý hay là validator thì đương nhiên cái mạng lưới tập trung hơn sẽ nhanh hơn và cái phí thấp hơn. Nhưng mà các bạn thấy được là thường không có phải so sánh giữa hai bên Bên nào tốt, bên nào xấu. Thường chỉ muốn nói là cả hai bên đều có ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Nhưng mà bây giờ mạng lưới Ethereum đó vẫn là mạng lưới mà được nhiều người sử dụng tại vì sao? Tại vì bây giờ, thường có thể chia sẻ với các bạn đó, hầu như thị trường bây giờ đã chia ra làm hai cái loại nhà đầu tư. Những nhà đầu tư mà có tiền, họ giao dịch cái số lượng lớn ở trên Uniswap, họ sử dụng yield farming Cả trăm ngàn đô, thậm chí là nhiều người sử dụng là cả triệu đô thì cái phí 100 đô đó với họ là cũng không thành vấn đề tại vì họ di chuyển cái số lượng quá lớn nhưng mà đối với những bạn mà di chuyển số lượng nhỏ đó thì phí TVM thực sự là quá đắt khiến cho nhiều bạn cảm thấy là sử dụng mạng lưới của Binance Smart Chain thì hợp lý hơn tại vì cái phí rẻ hơn và bây giờ thường cảm thấy trường không có quan tâm nhiều là mạng lưới nào phi tập trung hơn Tại vì các bạn thấy được là chỉ cần một nhà đầu tư mà có lợi nhuận thì họ cũng không có quan tâm mạng lưới này là có bao nhiêu người quản lý, bao nhiêu vai đây rồi vân vân. Họ chỉ quan tâm là họ tham gia vào yield farming họ lời bao nhiêu mà thôi. Cho nên bây giờ thì thị trường hầu như đã chia ra làm hai bên. Những nhà đầu tư lớn thì tiếp tục ở lại Ethereum để có thể là sử dụng cái hệ sinh thái của Ethereum. Tuy là hệ thống của Binance Smart Chain đang phát triển và dạo này rất là nóng và các bạn cũng đã biết là thuận có cả hai Binance và Ethereum thường có cả hai Và đầu tư cả hai cái dự án này cũng là rất lâu rồi Nhưng mà sự thật thì cái hệ sinh thái của Ethereum bây giờ vẫn là hệ sinh thái lớn nhất Khi chúng ta nói tới cái hệ sinh thái của hợp đồng thông minh Tại vì đương nhiên Ethereum là cái nền tảng đầu tiên Cho nên có được những cái lợi ích là cái mạng lưới bây giờ hệ sinh thái rất là phong phú Binance Smart Chain thì vẫn uh, tiếp tục phát triển trong thời điểm này Và càng ngày lại càng phát triển Bây giờ chúng ta muốn thấy là Cardano trong thời gian tới đây có thật sự là chứng minh được là bản thân mạng lưới Cardano có khả năng để mà giành miếng ăn này đối với lại Binance và đối với lại Ethereum hay là không tại vì giờ đó không chỉ riêng là Cardano phải giành được cái vị trí của Ethereum nhưng mà trước hết là phải hạ gục được những cái mạng lưới khác như là mạng lưới của Binance chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi coi coi là tình hình sẽ như thế nào nhưng mà ít ra thì những thông tin này đó sẽ làm cho nhiều bạn sẽ rất vui tại vì đương nhiên chúng ta đầu tư một dự án thì muốn thấy dự án đó có cái sự phát triển và gần đây thì chúng ta có thấy là giá của ADA đã có, có sự tăng trưởng rất nhiều và tôi nghĩ đây là một cái thông tin cũng rất là thú vị cho những nào mà yêu thích Cardano ngày hôm qua đó thì cái Twitter của Revision Revision là công ty mà của cái người đầu tư nổi tiếng đó chính là Raoul Paul thì Revision đưa ra một cái bài bỏ phiếu ngày hôm qua là bỏ phiếu là trong vòng 4 đồng này đồng link đồng Cardano, đồng Binance Coin và đồng Polkadot thì trong vòng 4 đồng này đồng nào mọi người sẽ nghĩ là có sự tăng trưởng nhiều nhất trong vòng 6 tháng tới đây thì các bạn thấy được là cái đồng đã chiến thắng có nhiều cái người bỏ phiếu nhất là đồng Cardano 70,8% các bạn có thể thấy được là cái số lượng người bỏ phiếu đó rất là nhiều tổng cộng là 34.353 người bỏ phiếu mà trong cái số lượng người bỏ phiếu này 70% nghĩ là trong vòng 6 tháng tới đồng Cardano, đồng ADA sẽ là cái đồng mà có cái sự đột phá về mặt giá cả nhiều hơn là đồng Chainlink, nhiều hơn là Polkadot và nhiều hơn là đồng Binance Coin, đồng BNB. Đây ít ra là cái sự suy nghĩ của cộng đồng của Real Vision. Và chúng ta thấy được một trong những điều thú vị đó là cái đồng mà có cái sự bỏ phiếu ít nhất có nghĩa là ít người nghĩ là đồng BNB sẽ có sự tăng trưởng đột biến cho một giá cả trong vòng 6 tháng tới đây Khi mà so sánh với lại đồng Link Cardano và đồng Polkadot Thường nghĩ một những lý do là tại vì có thể đồng Binance Coin đã có cái sự tăng trưởng nhiều trong thời gian gần đây Cho nên nhiều người nghĩ là chúng ta vẫn chưa thấy cái sự đột biến giá cả đó Đối với đồng Cardano, nhiều người vẫn nghĩ đồng Cardano vẫn có khả năng tăng rất là mạnh Và bây giờ Cardano thì vẫn xoay quanh cái đỉnh cũ cho nên nhiều người nghĩ là cái cơ hội Cardano vẫn cao hơn và đây là điều được chia sẻ bởi Real Vision Các bạn nghĩ sao hãy comment ở bên dưới Thuận cũng muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số những thông tin Ở trên trang web chính thức Đó chính là Thuận capital.com Nhưng mà nào mà chưa có vào trang web này hay là những bạn nào mà mới tham gia vào channel này thì các bạn cũng nên tìm hiểu một số những thông tin đó chính là các bạn vào thẳng trang web thuận capital.com các bạn sẽ tìm thấy những thông tin liên quan đến thị trường này giống như là các bạn có thể tìm hiểu những cái tài nguyên những cái thông tin cần biết khi mà tìm hiểu về thị trường này có như bạn hỏi thuận là mới gì tham gia thì nên bắt đầu từ đâu thì nơi mà các bạn nên bắt đầu đó chính là tìm hiểu những thông tin tìm hiểu những cái tài nguyên cũng như là các bạn phải bổ sung những kiến thức của mình về trong thị trường này à, về cái mặt là công nghệ cũng như là các bạn bổ sung kiến thức về cái lĩnh vực đầu tư thì khi các bạn bấm vào tài nguyên khi mà các bạn lên trang web chính thức thì sẽ dẫn các bạn tới cái trang sử dụng tài nguyên kênh thuận capital thì các bạn thấy được đó là bên dưới này sẽ có một cái phần gọi là kiến thức thì cái phần kiến thức này đã có rất nhiều những thông tin thường cảm thấy là rất hữu ích để cho những bài nào mà mới tham gia vào có thể tìm hiểu những cái tài liệu liên quan đến kênh thuận capital cũng như là tài liệu liên quan đến thị trường crypto nói chung. Nhưng là các bạn thì được là những cái bài viết rất là có nhiều giá trị được viết bởi những cộng tác viên của thuận capital cũng như là các bạn bấm vào thuật ngữ thường dùng đi thì các bạn thấy được là chúng ta có thể tìm hiểu những cái cụm từ mà thường được dùng trên thị trường này. Có thể giúp bạn là mới tham gia vào cho nên à, không có hiểu những cái từ này nghĩa là gì? Giống như là các bạn thấy được là 50% là gì? Đó chính là tấn công quá bán Hay là các bạn có thể tìm hiểu những cái từ như là Chúng ta thấy là bear, bearish là gì? Bullish bull là gì? đi qua cái xu hướng đi lên hay là cái xu hướng đi xuống Các bạn có thể tìm hiểu à, những cái từ khác như là Circulating supply là gì? Confirm, xác nhận là gì? Ở trong thị trường crypto này hay là các bạn có thể tìm thấy những cái từ Mà thường được sử dụng ở trên những cái mạng xã hội Như là các bạn thấy những từ như là hodl hay là các bạn có thể là tìm thấy những cái từ như là fomo vân vân đây là những cái từ rất là phổ biến ở trong thị trường thế tô này mà các bạn cũng cần nên hiểu cũng như là các bạn có thể tìm thấy những bài viết khác liên quan tới hiểu biết khởi đầu công cụ nền tảng bảo mật cơ bản quản lý danh mục đầu tư tối ưu hóa vân vân đây là những cái bài viết mà các bạn có thể đọc để mà có thêm một số những kiến thức trong thị trường này cũng như là các bạn cũng nên tìm hiểu thêm những nguồn khác có thể cung cấp cho các bạn nhiều những cái thông tin đây là cái nơi mà thuận nghị các bạn nên bắt đầu nếu bạn là người mới trong thị trường này